Tại công trình tòa nhà MiBeX khu đô thị Kiến Hưng, Hà Đông, đội ngũ kỹ thuật công ty Baby của tôi đang tiến hành lắp đặt bạch bênh cầu trượt liên hoàn nhập khẩu A20. Thế theo đây là cầu trượt liên hoàn A20. Sau một ngày làm việc lắp đặt, công trình cơ bản đã hoàn thành. Mâm quay ngựa nhập khẩu cho bé ZK1245 nãy giờ chỉ đây là chú voi nhún, mã của nó là ZK1398. Còn đây là bờ bênh, đây là bộ xích đu ngoài trời. Khuôn viên rất đẹp. Đây là kỹ thuật của công ty anh Dương Văn Thủy đang bắt những con ốc cuối cùng. Hôm nay thời tiết rất mát mẻ cho anh em đội ngũ kỹ thuật lắp ráp hoàn thiện. Thời tiết có nắng chút. Công trình sắp hoàn thành nhá. Bộ đồ chơi liên hoàn. Đấy, cầu trượt, đây là bộ cầu trượt liên hoàn. Đây là bộ mâm quay ngựa nhập khẩu à.